Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi lấy cây thuốc. Mình đi lấy cái dây thần xạ cam. Thì mình cũng quay để các bạn xem. Đây mình quay thật gần phần thân cành lá này các bạn xem. Đây là phần thân dây của dây thần xạ cam này các bạn này. Dây thần xạ cam thì nó còn có tên gọi khác là dây cam núi nhé các bạn nhé. Để các bạn nhìn thấy cái dây to không? Mình gặp được một dây thuốc rất to già, cổ thụ. Dây thần xạ cam này thì nó là dây thuốc rất quý hiếm các bạn ạ. Nó leo sang bên kia kìa các bạn. Đây mình cũng quay thật gần cái phần thân gai để các bạn xem. Đấy các bạn nhìn thấy cái móc của nó đấy. Móc nó cứ cong ngược như này các bạn. Đặc biệt là các bạn nhận dạng thì các bạn nhìn cái lá của nó đây. Lá của nó lá ba chét như này các bạn nhá. Quả của nó thì hình cầu các bạn ạ. Đây các bạn nhìn cái gai của nó rất đặc biệt. Trong kinh nghiệm dân gian thì đã sử dụng dây cam núi để chữa căn bệnh thoái hóa, đau nhức xương khớp, bệnh gan và các bệnh liên quan đến khối u. Một dây thuốc rất tốt các bạn. Nó tỏa ra rất nhiều nhánh các bạn. Các bạn nên nhớ nhé, cái dây thần xạ cam này nó cũng có hai loại đấy. Đây là loại móc dài, có một loại là gai ngắn rồi. Quả của nó hình cầu các bạn nhé, nó bằng đầu ngón tay ấy. Đầu ngón tay trỏ quả hình cầu. Trong một clip thì mình đã quay cái quả của nó rồi. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn.